Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda SH phiên bản 160i mới nhất của năm 2024 đã cập bến đại lý rồi các bạn nha. Và ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trấn Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Mình sẽ review qua một chút để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Sau đó sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng cô hồn của năm 2023, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 8 này các bạn nha. Giá bán đang cực kỳ tốt với dòng xe Honda ở đây, kể cả phiên bản cũ và phiên bản mới năm 2024. Những mảng nhựa màu đen nhám được bố trí nhiều hơn ở phần mặt lạ phía trước của xe, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Hai bên phần mão đầu đèn cũng được thay thế bằng những mảng nhựa màu đen rồi các bạn nha. Ốp mặt nạ phía trước cũng tương tự như vậy. Giải tem xe đã loại bỏ đi và thay vào đó là hai tem xe ở phần hai bên ốp mặt nạ phía trước của xe. Các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết trên màn hình. Hiện tại thì phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là phiên bản cao cấp nhất 160i, được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS hai kênh cho cả bánh trước và bánh sau của xe với màu sắc thể thao xám đen. Logo 160i các bạn có thể nhìn cận cảnh ở đây. Hiện tại phiên bản này sẽ có gàm phanh phía trước, giảm sóc phía sau và logo SH được in màu đỏ các bạn nhé, được sơn lên màu đỏ để tạo điểm nhấn cho cái phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình. Quá đẹp rồi. Về cơ bản thì tổng thể thiết kế không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ cái bộ tem xe và một số vị trí thôi. Đèn hậu phía sau vẫn giữ nguyên, thiết kế vẫn tương tự. 100% sử dụng bóng LED trên mẫu xe Honda SH phiên bản 160i này, kể cả phiên bản 125i cũng tương tự như vậy các bạn nha. Và 125i cũng sẽ có đầy đủ các màu sắc như 160i, chỉ ngoại trừ là không có cái ứng dụng kết hợp Bluetooth với các thiết bị thông minh thông qua ứng dụng My Honda Plus mà thôi. Hiện tại thì mẫu xe này có thêm cái phần cập nhật những cái ứng dụng mới, phiên bản mới trên cái phần mặt đồng hồ của xe. Cùng với đó là những cái nội dung như có thêm cái ứng dụng các bạn có thể nhắc các bạn ấy đến những ngày kỷ niệm của bạn, những ngày đặc biệt như ngày sinh nhật này, những ngày kỷ niệm trọng đại các bạn có thể đặt trước và đồng hồ của xe sẽ báo cụ thể cho các bạn. Hiện tại khối động cơ của xe vẫn tương tự các bạn nha, như phiên bản 160 ở đây là khối động cơ 157cc. Về công suất mô men xoắn và SEFT cộng thì vẫn tương tự, không thay đổi gì cả so với những phiên bản trước đây. Chỉ có thêm cái đường chỉ tem xe được bố trí thêm một chút ở phần hông xe mà thôi. Còn lại là giống nhau 100% các bạn nha. Nên giá mức giá bán trong thời điểm hiện tại của mẫu xe Honda SH ấy cũng là tương tự giống, kể cả phiên bản mới lẫn phiên bản cũ đều có chung mức giá bán. Thì một chút nữa mình sẽ gửi đến các bạn cái bảng giá cụ thể đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu để các bạn có thể tham khảo được kỹ hơn. Hiện tại đây là một mẫu xe đang một mình một ngựa trên thị trường, không có đối thủ cạnh tranh luôn, và được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm, đặc biệt là cái phiên bản 125 ấy được quan tâm nhiều hơn cả bởi những cái tính thông dụng của nó, và nó cũng không khác gì so với bản 160. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây chính là cái bảng giá chi tiết đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Hiện tại mẫu xe Honda SH phiên bản 125i trang bị phanh kết hợp CVS của năm 2023 và năm 2024 phiên bản tiêu chuẩn. Giá bán hiện tại là 74 triệu đồng, đăng ký ở huyện là 2 triệu, đăng ký thành phố là 5 triệu đồng các bạn nha. Trong khi đó mẫu xe Honda SH phiên bản 125i trang bị phanh chống bó cứng ABS phiên bản cao cấp với hai sự lựa chọn về phần màu sắc thôi. Phiên bản cũ, bản mới đều có mức giá bán chung là 84 triệu 500 nghìn đồng, đăng ký ở huyện là 2 triệu 2, đăng ký thành phố là 5 triệu rưỡi. Tiến là mẫu xe Honda SH phiên bản đặc biệt màu đen nhám, trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, giá bán hiện tại là 85 triệu 500, đăng ký ở huyện là 2 triệu 3, còn đăng ký thành phố là 5 triệu 7. Còn Honda SH 125i trang bị phanh chống bó cứng ABS phiên bản thể thao màu xám đen, tương tự như cái màu sắc các bạn đang theo dõi trên màn hình mà ngày hôm nay mình review của các bạn ấy, giá bán hiện tại là 86 triệu 500. Đăng ký ở huyện là 2 triệu 4, đăng ký thành phố là 5 triệu 8. Tiếp đến là mẫu xe Honda SH phiên bản 160i trang bị phanh chống bó cứng, phanh kết hợp CVS phiên bản tiêu chuẩn ấy, thì giá bán hiện tại là 93 triệu 500. Đăng ký ở huyện là 2 triệu 7, đăng ký thành phố là 6 triệu 4. Honda SH phiên bản 160i trang bị phanh chống bó cứng ABS phiên bản cao cấp với hai tùy chọn phần màu sắc, giá bán hiện tại là 96 triệu các bạn nha. Khá là ok rồi. Đăng ký ở huyện là 2 triệu 7, đăng ký thành phố là 6 triệu 4. Honda SH phiên bản 160i trang bị phanh chống bó cứng ABS phiên bản màu đen mờ đặc biệt, giá bán hiện tại là 99 triệu, đăng ký ở huyện là 2 triệu 7, đăng ký thành phố cũng là 6 triệu 4. Còn Honda SH phiên bản 160i trang bị phanh chống bó cứng ABS như mình các bạn đang theo dõi ở đây, phiên bản là thể thao màu xám đen, giá bán hiện tại cao nhất là 101 triệu, đăng ký hiện tại là ở huyện là 2 triệu 7, đăng ký thành phố là 6 triệu rưỡi các bạn nha. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Hiện tại thì mẫu xe này
Các bạn có thể lưu ý cho mình một chút này, đang được áp dụng chương trình trả góp lãi suất 0% đối với trường hợp các bạn là thu cũ đổi mới các bạn nha. Tức là các bạn có những cái mẫu xe cũ rồi, các bạn đến đổi để trải nghiệm cho mình những cái phiên bản mới ở đây thì sẽ được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0% nếu các bạn nào mua theo hình thức trả góp, hoàn toàn ok thôi. Và rất nhiều những món quà tặng ưu đãi đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu nữa cho những bạn nào quan tâm tới mẫu xe Honda SH này, một mẫu xe rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Về cơ bản thì vẫn là bình mới. Bình thì bình mới, rượu thì rượu cũ thôi cho cái mẫu xe Honda SH này, không thay đổi gì quá nhiều. Thường thường thì Honda ấy, nếu ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới sẽ có những cái buổi sự kiện riêng, còn những cái mẫu xe mà chỉ thay đổi phần màu sắc và tem xe một chút thôi thì gần như chỉ đưa ra mắt thôi, giới thiệu đến khách hàng Việt Nam chúng ta mà thôi các bạn nha. Nên mẫu xe Honda ở đây cũng là một mẫu xe đầu tiên được giới thiệu cho năm 2024 này, một dòng xe khá mới. Khá mới ở đây là tem xe mới và lần đầu tiên ra mắt thôi, chứ còn cái kết cấu thiết kế của nó là không thay đổi gì cả. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn giữa phiên bản của năm 2022 và năm 2023 hoàn toàn ok các bạn nha. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp với các bạn thông qua video này. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Và với những bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của anh Thứ là quản lý lý điện thoại 0969188283 sẽ được tư vấn cụ thể các bạn nha. Rồi, các video này của mình, nếu anh bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh ra sức lúc các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.